Sao gió đông còn thổi làm chi cho bóng ô môi rủ canh rùng tới bay. Người cũ giờ đây sao vắng vàng đâu rồi, mây lang thang bay về nơi vô định sương nhạt nhòa qua thăm cũng buồn trôi. Mười năm rồi còn chi nữa em ơi, mình xa nhau mỗi kẻ một phương mà buồn. Tôi giang hồ đã mỏi gót phong sương, em ở đây với bốn bề khói. Sau ngày tôi sang nhà em ăn bát canh mồng tơi với nồi cơm gạo mới rồi chia tay từ giả để lên đường. Em bơi xuồng ba lá nghi tiện đưa tôi đến tận đầu làng. Khi chia tay cả hai còn bình rịnh nước đôi dòng cứ ràn rủa trào tuôn. Về đi em lo rẫy bái nương khoai, mình còn gặp gỡ khi thanh bình trở lại. Dù xa cách đầu non hay cuối bãi, tôi dái gian trời cho quê ngoại bình. Kể từ đó như cánh bèo mặt nước trôi bập bềnh trên bốn mặt trường giang. Rồi một chiều lòng chánh nhớ quê hương, tôi về thăm lại xóm làng quen thuộc. Tôi ngồi dưới rặng ô nhìn cánh hoa rụng rơi trên mặt nước theo trận gió tàn đông nước thước bay về. Chuông đổ từ xa một âm thanh vang vọng não nề, mùi hương khói theo gió chiều phảng phất từ một ngôi chùa đổ nát cạnh bờ sông. Trên chiếc xuồng có một ông lão quen quen, màu tuyết trắng in trên mái đầu nắng gió. Theo lượng sóng bập bềnh xuôi ngược đang thả đường câu trên mặt nước sông đầy. Thuyền cập bên nước mắt nhìn tôi thay tiếng.
nghẹn ngào lên tiếng: cháu ở nghi xa xôi về từ hồi nào? Cháu ơi, con Tư nó đã lấy chồng từ 5 năm về trước, nhưng số phận nó bạc phước vô duyên. Chồng nó chết đi rồi không chỗ tựa nương, nó buồn khổ vào chùa xin quy thi pháp. Nhưng khói lửa vô tình không tha nơi Phật tử, giờ đây nó thành ra một sư nữ tật nguyền. Trời u ám bỗng dục dù cơn gió lạnh cuông theo từng cánh ô môi. Tiếng chuông đại đồng vang vọng xa xôi như tiếng khóc u hoài nức nở. Trước cổng Tam Quan tôi còn bỡ ngỡ, nửa muốn quay về nửa không nở dời chân. Tiếng tụng niệm theo gió chiều vọng đến, khiến lòng tôi thêm tê tái bâng khuâng. Ô môi rụng cánh đầy sông, mấy mùa ngày qua nở mấy năm đợi chờ. Tôi bây giờ là một kẻ bơ vơ bởi đời, với đạo ngăn chia hai lối rè. Ô môi rụng cánh tơi bời, chuồng tắt lâu rồi tôi còn đứng mong đây. Chiều chiều ngứa mặt lên trời, ngó bầy cò trắng bay về nơi đâu. Ngập ngừng tay sách buồn cao, muốn về quê ngoại biết đâu mà về. Wow.
còn vui. Của hàng cam sai trái của bờ chuối xanh tơ bên mấy nọc cầu vàng. Của bóng mưa ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hầm. Miệng rầy chúa mắng mèo chửi vịt rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ không phải ghét dư tánh nghịch hạ cưng con cưng cha. Bóng hình kia in sâu vào tâm não cho đến trọn đời tôi không thể bờ phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, vườn cao hết trái, vườn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cau để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên và quê hoài vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình ai thương bà. Chiều chiều ra đứng bờ áo, trông về quê ngoài ruột đau chính chiều. Đường không cách trở bao nhiêu, cò bay thì được tôi về thì không. Gửi theo cánh cò bay niềm thương nỗi nhớ đến làng xưa đang nức nở đợi chờ. Nhưng đừng trở lại làm mà chi trong khói lửa mịt mờ. Đừng tìm kiếm những gì nơi quê ngoại vì nó đã biến thành tro bụi tan hoang. Dừng chân đây mà đổ lệ đau thương, rồi tưởng tượng một nắm mồ lạnh lẽo đã vùi sâu bóng hình thân yêu cũ như để nghìn thu không thấy mặt người về. Thời gian ôi ơi thời gian, phải chăng quê ngoại đã tan về xưa. Bà không ngại gió sợ mưa mà buồn ngăn cách mà sầu chia phôi. Quê xưa ơi kẻ ra đi bỏ làng xa xứ, phút nào quên rồi cũng nhớ cũng thương. Lòng của ai chẳng có một quê hương, một bà ngoài lưng còng tóc bạc. Tiếng cười vang trong ngõ sâu chỉ là thua câu hò ấm áp của quê hương. Tiết tùng ngon đầy mỹ vị cao lương cũng không bằng tình ngoại tôi son sắc dưới cao cầu. Ai giàu xa xứ bao lâu, đừng quên bóng ngoại trong trầu ương cao. Con cò cất cánh bay mau, nhìn theo mà nhớ đường vào quê. Em vốn mang thân con gái nhà nghèo,
chiếc lá cổ tiêu. Em vẫn đêm đêm gánh nước ngọ lầy, bao nhiêu nhọc nhằn chai hành trên vai. Mùa sương hay nắng thân này, miền sao đẹp ý mẹ thầy. Hôm qua ngày hai buổi ca lạy ngài thay mẹ chăm lo đàn em dạy. Nỗi nhọc nhằn đè nặng đôi vai tuổi đôi mươi mà nào dám ước mơ nhiều. Đôi tám tròn trăng tuổi đẹp nhất trong đời. Tuổi già hầu đời tuổi lắm mơ nhiều mộng, đôi khi cùng nghe lòng nghĩ ngợi vẫn vơ. Những cảnh cơ hàng nhà dột cột xiêu, thân giàu dài một sương ai nắng. Sợ ước mơ nhiều rồi chuốc khổ mà thôi, nên 18 tuổi mà chưa một lần hẹn. Dừng lại phục dậy tôi thăm hỏi đôi lời. Kìa sao cô vẫn cúi đầu đếm bước, hay sợ tôi buông lời chọc ghẹo lạ lời? Không đâu cô à, lòng tôi đã từ lâu thương mến người con gái nghèo nơi xóm nhỏ. Ngày qua ngày gian lao vất vả, nên tuổi trăng tròn mà thiếu hẳn nụ cười tươi. Đôi khi em muốn thoát ra hẻm nghèo, đi kiếm những nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân yêu. Chợ thương lời khuyên thầy mẹ còn đó, nghèo cho sạch rách cho thơm, ham gấm lụa mà cuộc sống kêu xa dễ đầy phồn qua cám dỗ, vẫn có người con gái nghèo nơi xóm nhỏ. Ngày hai buổi cơm rau vất vả, gian lao vui cạnh cơ. Bên mẹ cha cùng đàn em nhỏ hiền lành, đôi mắt sáng như lòng cô trong sáng, da nhuộm nắng sạm màu mà đẹp biết bao nhiêu. Có những hôm tôi đứng lặng nhìn cô thổi bữa cơm chiều, phôi pha màu tóc
giữa bập bùng soi má hồng môi thắm cô đẹp như nàng tiên nhỏ dịu. Sang vào đây giúp ba đỡ mẹ cha, nhưng lời mẹ dạy ngày nào như mới hôm qua. Rách phải cho thơm, nghèo thời phải sạch. Chớ chuộng giàu sang sai mê vật chất, mà có ngày con mất nết thư thân. Em sẽ ở lại đây nơi xóm nghèo tâm tối bên những kẻ thân yêu áo vải mà lòng vàng. Cô gái Việt Nam, cô gái Việt Nam, lòng cô đẹp tờ trăng rằm sang soi. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với em. Ghét thương, thương ghét chuyện đời, cười ra nước mắt khóc thời hối. Đời là bể hận đầy vơi, sao ta cứ mãi khóc cười ghét thương. Bởi không ghét nên tôi thương, và bởi không thương nên tôi mới ghét. Vì tôi đâu phải thánh nhân tiên Phật, mà chỉ là một kẻ đang sống giữa trần ai với cơn lốc quay cuồng. Thấy chuyện phải tôi thương, mà nghe chuyện trái tay là tôi lại bất kỳ bình. Có lẽ số trần còn nặng nợ, và lúc dục thất tình còn đầy dẫy trong tim. Thử hỏi làm sao khỏi ghét đi khỏi thương, khi nhắc đến thế nhân là lòng muốn giận rồi. Tôi muốn kêu trời một tiếng cho hả hơi, nhưng sợ người cười là một tên lãng phí. Trở thành những trẻ mồ côi,
sanh ra bỏ đó trời nuôi. Đò kiếm bạc với đám người dị chung. Rồi tôi ghét những đứa bất tài vô dụng, lại được linh nhãn trên giống lòng quý bà. Một hình hài khốn khổ, tôi không dám ngước nhìn một cành hoa dương già, nên đêm từng đêm ốm cô đơn trỗi lên khúc nhạc tuôn từ như ai quan nghi thương sâu. Tôi chỉ là một nghệ sĩ với kiếp cơ nghe hàng, quanh năm với con đò xuôi ngược, đợi đêm về nghe gió lạnh đơn côi. Ngỡ dòng đời chỉ bấy nhiêu thôi, ai ngờ trước chuyện tình chốn nở
nở rồi tan như nắng sông mưa chiều, để hằng chia ly, để hằng duyên sâu. Tôi vẫn biết kiếp cơ hàng nghệ sĩ bên tầm dương, giữa thế nhân chỉ cầm bằng cát bụi, mà lại cuồng si mong gỡ anh sao ngày trời. Để rồi giờ đây tôi như chết liệm ca ngay một cuộc đời. Đây là lần đầu tiên diễn kiến những bóng hình nàng khắc đậm giữa tim tôi. Nhưng trời ơi, tôi không bạch diện thơ sinh, cũng không cao sang như hàng dương giả, nên đành ôm khối tình câm lặng chôn vùi khúc chế nhạc với ngàn. Thành Lý Ngọc được gần kề bên nơi thờ mỹ nương. Thế rồi lòng Lý Ngọc được đúc kết bằng trái tim chung thủy, vẫn vẹn nguyên bóng hình chàng nghệ sĩ dạo lên tiêu khúc hằng ghi duyên tình. Yêu làm chi để rồi hứng ngỡ chịu riêng ngay mình, anh như cành trúc khô nằm sâu dưới lòng mộ, để ngàn đời ôm trọn mảnh tình chung. Mỹ nương ơi, anh vẫn biết giờ này nàng đang ngồi nhìn lòng Lý Ngọc, tưởng hình tương chi tương tư khúc, và hối ghi hận ghi tràn dâng lên trong khóe mắt u buồn. Từ đây đã bị thế nhân đặt vào dĩ vãng, kiếp tầm phải xa nở tâm, ngày tàn tã chẳng được đáp đền dù chỉ là một tình thương. Trương Chi đã chết với thời gian, nhưng vẫn sống mãi như trong lòng của mỹ nương thờ. Dù như cho sao dời giật ký đổi, nhưng nghĩ không làm sao bôi xóa được câu chuyện ban đầu. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống cái thuyền đài chưa tan. Từ nay trong giấc mộng chàng mỹ nương sẽ gặp lại chàng thương chi. Khán giả gần xa thân mến, quý khán giả đang nghe audio do website Cải Lương Việt Nam sưu tầm. Đây có phải quan hàng năm cũ
mờ vắng, bao phủ một vùng trời. La bàn rơi, la bàn rơi, chiều nay có kẻ chào đón hỏi han người khách lạ viếng đường. Nâng bát mưa xa đường nếp phong trần, đây có phải quán hàng năm trước dưới cội bà bỡ ngỡ ngồi trên chiếc chồng ke siêu dèo, đưa mắt nhìn dải đầu cao đang bao phủ dưới màn sương trắng, như hình bóng một người đang lượm một màu tan. Vậy con hãy lo dĩa muối dĩa dưa để kỷ niệm người chồng bạc số. Cách ngại ngùng đứng lên từ gia, trong khi cô hàng đứng tựa cõi bàn dối mắt nhìn theo. Những chiếc lá bàn lừa cõi thi áo bay dèo trong cơn gió lành, như giọt lệ
nhìn đôi chim đang thỏ thẻ trên mái liều tranh đượm vé quang ta. Thank you.
lên dân xa trở lại khỏi trời. Thượng đế hầu tâm đã xóa đậu rồi, gặp thử đâu hãy kiếp cùng theo thánh chỉ. Không không, tôi chẳng về đâu, tôi không muốn về đây được. Mặt trên sông tình yêu chấp cảnh phượng hoàng lên mây. Ngủ đi em hãy yên tâm, nhẹ gót nhung tơ diều hồn theo tiếng ru anh mà đi vào giấc ngủ. Trong vòng tay anh em đừng lo đừng sợ, mặc cho ngoài trời đang tới tả gió mưa. Sao bỗng dưng lệ em nhòa ướt vui, nỗi thảng thốt hải hùng còn hiện rõ giữa cơn mê. Anh muốn theo em vào giấc ngủ để được nhiều giấc đưa đón có nhau ngay cả trong cơn mộng. Ngờ đòi theo em vào cả trong giấc mơ.
treo bên bắc gió hát ngọn đèn tàn. Ai về Mỹ Thuận Tiền Giang có thương nhớ gà. Họ có thương nhớ gà đánh đàn năm xưa. Bắc Mỹ Thuận một chiều buồn tê tay, nước tràn giang rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm có ai dạo lên tiếng lục quyền cầm. Trong một buổi chiều lặng gió, ao não tiếng tờ đồng như quen như than. Trước mặt anh một chiếc non la rách bươm bền, cạnh anh một chiếc nốt tả tơi. Anh lơ đãng dạo đằng mà trên hố mắt sâu như chôn chặt môi sầu dĩ dàng. Tiếng rung rung ca lên bài khóc bạn, giọng thê lương như tiếng nhạn kêu buồn. Khách bộ hành bưng quân dừng gót khi nghe anh cất giọng ca rằng: nhạn ơi anh ra thân tàn phế, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống với bạc vàng, còn anh làm kẻ đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ai hết tình hết duyên. Trận mưa chiều bỗng dưng đổ hột, mây xám trôi về khắp nẻo không gian. Dưới cội bàn thưa người nhạc sĩ vô danh, đang co rò trong mảnh áo rách. Tay ôm chặt chiếc đàn ngày sương gió, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bên đỏ chiều ủ dột như mơ, sông Mỹ Thuận lục bình trôi mang mát. Khách bộ hành bốn phương đã quay gót, mà hồn còn bưng quân nhân tiếc những dư âm của chiếc lục quyền cầm. Đêm hôm ấy nơi bến đò Mỹ Thuận, người đánh đàn lần bước cạnh bờ sông. Tay rung rung ôm chiếc lục quyền cầm, dò bước một giữa trời đêm đầy sương gió. Giữa đêm khuya trong khi mọi người an giấc, thì gã nhạc sĩ vô danh còn ngồi rủ rượi dưới trăng mờ. Giữa không gian vắng lặng như tờ, anh ôm đàn dạo lên lần cuối bản nhạc tình gian dở năm xưa. Đó rồi anh mím chặt đôi môi đập vào cội cây cho đến nát tan chiếc đàn sương gió. Và nhảy xuống dòng sông giá lạnh đằng mình mang gợn sóng ba đào. Một lão chạy thức giấc dội bơi chiếc thuyền con suối mạn sông buồn. Lão trông thấy giữa bờ sông một chiếc nốt tồi tàn. Một chiếc gậy tre vô chủ cạnh bãi bùng sông vỗ bèo trôi.
dài mảnh gian thô sơ của chiếc lục quyền cầm bể nát. Lão mới biết rằng người đánh đàn trên sông Mỹ Thuận đã dùi thân dưới đáy giang hà. Từ đó trên sông Mỹ Thuận khách qua đò hờ hững ngược xuôi, có ai còn nhớ tiếng lục quyền cầm của anh mù ngồi giữa cội cây, tay run rẩy so dây nắng phim sông lách tách vỗ vào bực đá, cho đi rào thổi giặc khóm lão thưa. Một chuyện tình áo nụt năm xưa đã chôn lấp trong bụi mờ quá khứ, cây chết của gã đánh đàn xa lạ đến nay như nước chảy qua cầu. Lữ khách ôi trong những buổi chiều mưa, ai có qua đò trên sông Mỹ Thuận, có để giây phút ngậm ngùi tiếc thương cho chàng nhạc sĩ tài hoa. Sau khi diệt Lao Ái, kẻ giả thái giám vào cung phục vụ Thái hậu Triều Cơ, giết hai đứa con của Lao Ái và Thái hậu. Tần Thủy Hoàng giận mẹ dâm loạn nên hạ lệnh đài mẹ vào cung quốc dương, và thề chỉ có xuống suối vàng mới nhìn mặt mẹ. Những bậc trung thần lấy chị hiếu khuyên can đều bị Tần Thủy Hoàng cho giết đi, và biêu 27 thay các vị trung thần đã dám can vua trước Ngọ Môn và nêu yết thị. Ai mà còn muốn đem việc Thái hậu can vua, hãy xem 27 thay người kia làm gương. Vậy mà Tần Dương là đứa con bắt heo. Cuộc đời có ai không mẹ sanh, làm con nỡ đem máu thân đại lưu. Trời cứu quán và lòng đất căm, người trung nghĩa đành thác quan. Làm con mà chẳng nhìn mẹ, còn bỏ tu mẹ mình. Tần Dương, Tần Dương là đứa con bắt heo. Phụng thưa. Dạ. Kẻ nào còn gào khóc chi ở cung môn vậy? Dạ muôn tâu, có khách Thương Châu tên là Mao Tiêu qua chơi ở Hàm Dương, đứng trước đống thây 27 người bị hành quyết mà gào lớn: làm con mà bỏ tù mẹ mình, Tần Dương là đứa con bất hiếu. Khốn kiếp, sao ngươi không chỉ yết thị bên đống thây người ở cung môn cho hắn xem? Muôn tâu, thần đã nói rồi, nhưng hắn vẫn cứ cười mà nói rằng tấm yết thị và 27 thi hài kia vẫn không xóa được tội bất hiếu của Tần Dương đâu. Bạo gan, khốn kiếp, hãy cho dời hắn vào bệ kiến ta liền. Nhanh lên. Tuân mạng. Mao Tiêu, quỳ xuống. Bộ đã tới chỗ cần quỳ rồi sao? Dạ, tiện khách Thương Châu là Mao Tiêu xin tham kiến chúa thượng. Người muốn yến kiến ta hãy có điều gì muốn nói? Đúng là thần hạ có điều muốn nói. Người muốn nói gì? Muốn tâu khoan, nhưng ta không muốn nghe lời khuyên can như 27 thay kia còn nằm trước cung môn. Muốn tâu, 27 thay kia còn thiếu một mới đủ nhị thập bát tú. Nên điều thần muốn nói là thiên hạ không có con nào không mẹ sanh ra, và không có tội nào ác bằng con đài mẹ. Xin Dương thần đón Thái hậu về Hàm Dương cho trọn đạo. Câm miệng lại! Ta làm vua hay ngươi làm vua? Hỡi tên cuồng phụ vô lễ, ngươi không sợ chết sao? Muốn tâu, phàm làm người có ai thoát chết đâu mà sợ chết. Đã trị được nước thì không sợ mất, mà nếu sợ mất thì không được còn, còn sợ chết thì không được sống. Cái lẽ mất còn sống chết tử lòng mình, chúa cần phải rõ. Song không hiểu chúa thượng có muốn nghe tôi nói không? Mì có kế gì hay, hãy nói thử ta nghe. Muốn tâu, phạm là đấng minh quân, không gây dựng bọn triều thần xu phù, mà phải là những tể khanh thắng lợi định kế an bang.
trung thần thà chết, chẳng ai vua minh chủ không cuồng bội. Vua cuồng bội mà không can là bày tôi đã phụ vua. Kẻ tôi thần căng thẳng lắm mình là vua đã phụ bày tôi. Thấy trung thần chất phơi đầy, thần e tận quốc sẽ nguy vong. Nè, mày có biết ra sao khi thiên tử xung thiên nổi giận? Dạ, tôi chưa từng được nghe. Như vậy thì giờ ta nói cho mày nghe. Thiên tử nổi giận thì cho dù trăm vạn thấy phơi, và trăm ngàn dặm đường máu đổ chảy ngập đỏ tươi. Thà huống gì 27 thay thời ở trước cung môn, thì chẳng hiểu trái ý vua, đừng mong chi toàn tánh mạng. Thiên hạ sở dĩ tôn thần là bậc hùng chủ thiên hạ thiên quay, nào chỉ vì sợ quay bao tàn ác nhân như kiệt trụ, mà vì nhiều liệt sĩ tận trung hợp với thiều tận mưu đại nghiệp. Tiếc cho đế nghiệp gần thành công mà chúa thượng lại phá hỏng đi. Tại sao tao lại phá hỏng đế nghiệp của tần chứ? Ôi đại dương làm trái đạo trời mà không tự biết, nay đại dương sẽ thấy giả phủ là bất nhân, đập chết hai em là bất hữu, đại mẹ ở cung quốc dương là bất hiếu, giết hại kẻ trung can là vô đạo, có khác gì kiệt trụ thì mong chi thiên hạ bốn phương hướng lòng quy phục đế mà xây nghiệp đế cho tần. Xưa vua trụ giết tỷ can, còn vua kiệt giết long bàn, thiên hạ bốn phương được trở lòng phản hết, như chúa thượng bây giờ rồi sẽ thấy ly tan. Vua thuấn xưa thờ mẹ ác nghiệp vẫn trọn lòng, vì trọn đạo hiếu mà được làm vua thiên hạ. Tần quốc từ nay trong ngoài lìa tan, ngập lời nguyền rủa, có phải đại dương pha tan, cơ nghiệp sắp hoàn thành. Hả? Mau Tiêu, chắc ngươi chưa thấy hết sự phẫn nộ của thiên tử nên ngươi mới cố tình chọc giận ta chứ gì. Nhưng bệ hạ có thấy hết sự nổi giận của bọn áo giải như thế nào không? Bọn áo giải nổi giận bất quá chỉ lột mão tuột dép rồi đập đầu xuống đất chứ gì. Không đâu, đó là thất phu nổi giận thì như thế, nhưng kẻ sĩ nổi giận thì lại khác. Lúc Diên Chư đâm Dương Liêu thì sao chổi ác mặt trăng, lúc Nhiếp Chính đâm Hàng Khôi thì dần trắng xuyến mặt trời, lúc Yến Ly đâm Khánh Kỵ thì im ưng mổ nhau trên điện. Ba vị đó đều là kẻ sĩ áo vải, trong lòng quán dần nên chưa cho phát tiết hiện tượng đó lộ ra, đã làm rung động lòng trời. Tôi biết rằng tôi cũng phải chết mà thôi, nếu cần tôi sẽ là kẻ sĩ thứ tư nổi giận, sẽ có hai tay cùng nằm máu loan giữa điện, và thiên hạ phải để tan từ buổi hôm nay. Dẫu bao hiểm nguy lòng vẫn đâu ngày chi hồn mãi theo cùng mây ngàn hương. Chớ
chết trong hùng uy tình vẫn xanh ngàn sao, lòng ta như gió ngàn khơi. Nhìn nồi nước sôi đang chờ người, lòng người tiếc thương chi đời trai. Hồn ta mãi một đời sắc son, dù sông núi còn đổi thay. Muôn tâu chúa thượng, kẻ sĩ sợ chết thì không dám xin tâu, đã vào tâu thần không hề sợ chết. Thôi, lời tối nay đã nói hết, giờ xin chịu đem thân luộc mình giả biệt. Khoan, quân, hãy dịp gạo nước sôi đi. Tiên sinh, tiên sinh ơi đừng nổi giận, đừng liều thân để cho quả nhân phải mang thêm trọng tội với giang sang. Ta hiểu rồi, tâm lạnh ý tiên sinh. Đại dương đã ít bạn, không luộc tôi làm sao còn ai phải sợ quy. Giáp sĩ, hãy dẹp bạc đi và đem máu cho tiên sinh mặc vào. Những kẻ trước can ta chỉ lo lý luận hài danh kế tội, chứ không có ai soi rồi chỉ cho ta cay cây mất còn. Hôm nay trời sai khiến tiên sinh mở đường ngủ tối cho ta. Ta đã thấy rõ sai quay của ta, giờ đây ta xin kính cẩn nghe lời. Muôn tâu dù sao thần cũng thấy mình tội, nặng lời là tội khi quân. Lời khanh là khuôn vàng thước ngọc, chỉ đường cho trăm lẻ an nguy. Chỉ cả ta dựng nên nghiệp ba cho tận, từ khi ta năm trọn quyền hành. Làm vua là nghề riêng của thánh thượng, cũng như thần xin giữ nghiệp làm dân. Đã đến đây xin hãy vì ta mà đàm luận, ta xin một lòng kính cẩn rửa tay nghe. Muôn tâu đại vương đã nghe, xin hãy lo ngay lập tức, cho đón ngài thái hậu về Hàm Dương cho con mẹ sum vầy. Còn những tay kia là cốt quyết trung thần, đừng để cho bọc lộ nên an tan và dương danh nghĩa trung can. Tiên sinh, ta xin vâng lời tiên sinh. Nội thị, dạ, hãy truyền lệnh chuẩn bị xa giá sẵn sàng cho ta và Mao tiên sinh đi rước thái hậu nghe chưa. Dạ. Thừa tướng Lý Tư, dạ, hãy sắm luôn quan quách để thu nhặt 27 tử thi trung thần và lo hậu táng tại núi Long Thủ, và nhớ lập bia đề họp trung mộ cho chu đáo nghe chưa. Xin tuân mạng. Tiên sinh, còn lời gì để dạy nhau chăng? Chúa thượng đã cho phép ngôn thần xin được trải lòng trung. Muôn tâu
bậc dung chủ chỉ thưởng kẻ mình yêu và phạt kẻ mình ghét, nhưng bậc minh chủ trị nước thì không vậy. Thưởng tất thưởng kẻ có công, trị thì tất trị kẻ có tội. Có tài thì được dùng, kẻ khó nhọc nhiều thì được bổng lộc hậu. Kẻ có công thì được tước cao, giỏi trị dân thì được chức lớn. Cho nên kẻ vô tài thì không dám nhận chức, mà kẻ có tài thì không dám lẫn trốn. Nếu quân thượng cho lời nói của thần là phải thì xin thi hành, còn không phải thì... Phải Khanh nói phải lắm. Ta hứa ta sẽ thi hành. Cảm tạ ơn lòng chúa thượng, thần xin lui gót. Khoan, Hiền Khanh hãy ở lại với ta để cùng giúp ta, cảnh tỉnh ta khi chân dân trì nước. Hiền Khanh ơi, ta rất cần tấm lòng thẳng ngay cương trực, không tham sanh quý từ, không sợ ghét mưu yêu làm cho Khanh tệ quanh ta, không còn tìm cách dèm pha để mà triệt hạ kẻ trung thần. Hiền Khanh là một bầy tôi, ta cần giúp sức để dựng xây nghiệp lớn cho Tần. Triều đại Tần Dưỡng Chánh từ nay gần trúng xa định, kẻ bất tài vô tướng phải tự biết lánh thân. Và ta sẽ hạ bình trước những trang quốc sĩ hiền nhân, để nghe lời dạy lẽ hưng dông thành bài. Nếu văn dương sư không chịu lời thân thiết của thái công, thì vua võ nhà chủ không làm nên nghiệp đê. Được thánh chúa quan tâm thấu hiểu, làm sao kẻ thần tử chẳng trải mật hơi gian bồi đáp. Hiền Khanh đúng là bậc thánh nhân quân tử, giảm sắc thân vì đại nghĩa, nước Tần ta sao lại chẳng hưng thịnh được chứ. Tâu chúa thượng, xưa thủy trang trung mà không bảo tồn được nhà Ân, tự tư trí mà không giữ được nhà Ngô, thân sinh hiếu mà nước Tần vẫn loạn, như vậy quốc gia vẫn cứ loạn trong, dù vẫn có những trang yêu tử trung thờ. Đó là tại cha hiền chúa sáng, biết nghe và biết lẽ mất còn. Ôi họ cũng là kẻ bề tôi, và con hết lòng trung hiếu mà vẫn bị vua cha lăng nhục giết đi. Lúc chết danh tích mà được truyền lưu, thì đời danh sĩ cần chi ơn tri ngộ. Nếu không trí bá thì giữ dưỡng không là nghĩa sĩ, và quan trọng không đáng gọi là tài nếu chẳng có hoàng công. Đúng, hay lắm. Muốn tâu, trước kia thần nghe thiên hạ bảo nước Tần chỉ biết có thừa tướng Lã Bất Chi và thái hậu, chứ không ai biết có vua. Kẻ thống trị trong nước có quyền quỷ cho sống hay chết mới đáng gọi là vua. Nay bắt đầu vua dựng uy quyền trong toàn tôn nghiêm, ngoài sau nước phải biết nể hoài. Một lời vua phán như sắc, trung thần chung sức phò ta. Dựng an nghiệp Tần ta mong ở tấm lòng trong quan.
non sông tuyệt vời thắm đêm muôn màu, từ bước chân nơi đẹp biết là bao. Non cao chập trùng gió núi dâng đầy, mai ôi mừng biết bao. Nhìn sông núi hồn phơi phới, khi ta còn dân hát giao lời tha thiết tuyệt muôn cõi, còn dân khát khao lời nhớ ơn. Dạ tạ, dạ tạ mau tiêu. Còn nước mơ màng mây vẫn thì còn lão với một con đò, có tiền mua lấy vài chai rượu, nhấp rượu xong rồi lão nói thơ: linh đinh trời rộng sông dài, đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa, chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên đò. Cơm ngày hai bữa cầu no, dám đâu bàn chuyện cơ đầu viễn vông. Đời này có cũng như không, sớm còn tôi mất bận lòng mà chi. Còn nước còn non thì nơi bên cũ vẫn còn trơ một ông lão đưa đò. Mây nước miền quê như say theo tiếng trên con thuyền cũ kỳ, ai muốn sang bên sông này lão đưa rước giùm cho. Tiền bạc trả công chẳng nề ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi, bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng. Lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ, cơm hầm canh rau một ngày hai buổi, mình áo tồi tàn lão dãi nắng dầm mưa. Mặc dù tôi đã già nua vẫn còn chèo nổi con đò sang sông, tay còn tỏ mắt còn tin, bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai. Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách, nửa chiều rồi đò dân khách sang sông. Ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng, lão bỗng thấy cõi lòng sâu trong trài. Chim bay về núi tôi rồi, lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm. Bình minh rồi lại hoàng hôn, năm cùng tháng hết lo buồn mà chi.
sở. Đời sanh ký tử quy, mới xuân sanh đó, già thì đến nơi, sông dài mây bận đầy dơi, thế gian mây bận đối dời trắng đen. 18 năm qua mấy mùa khói lửa, lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng dòng của thế sự thăng trầm. Nước mắt già nua phang lẫn nước xuôi dòng, bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc, thì sao cuộc ba đào nó đã trắng như bông. Chuyện đời như cánh phù du, sớm còn tôi mất giá sầu mà chi. Sang giàu như án mây bay, mới vừa thấy đó phủi tay không còn. Dòng có khi trong khi đục, người ở đời có lúc nhục lúc vinh, gầm ai vô sự như mình đò ngang một chiến, đò ngang một chiến mặc tình nắng mưa, thân già gạo chở nước sông, khỏe thì đưa khách mệt nằm xả hơi. Sang vào mặt kẻ đua bơi, công danh như thể bèo trôi giữa dòng. Ai dạy ai khôn, rốt cuộc gặm lại vẫn không bằng đời của lão. Còn trời còn nước còn sông, còn cây đá cũ còn ống treo đo.